Lời Chúa theo Thánh Marco chương 2 từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá sẽ kéo miếng vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho thấy khi người Do Thái thắc mắc về việc tại sao môn đệ của Chúa Giê-xu không ăn chay, thì người đã mặc khải cho họ về bản tính và sứ vụ của người. Theo truyền thống của người Do Thái, những người khách, cách riêng là những bạn hữu của chú rể, phải góp phần tạo niềm vui, chung nỗi hân hoan với đôi tân hôn. Ở đây, hôn lễ mà Chúa Giê-xu nói đến là hình ảnh chỉ thời cứu độ, thời mà lời hứa ban hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa cho con người được thực hiện. Chúa Giê-xu đến khai mạc thời kỳ đó. Có Chúa Giê-xu hiện diện, các môn đệ cũng phải tỏa niềm vui cứu độ trong đời sống của mình. Hơn nữa, Chúa Giê-xu đem vào thế giới này những giá trị hoàn toàn mới, không thể đi đôi hay thỏa hiệp với những trật tự cũ được. Vải mới và rượu mới nói lên sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu không thể song hành hay tiếp tục thực hành cũ kỹ của đạo Do Thái. Tin mừng người rao giảng không phải là một biến cố hay là một cuộc tiến hóa hay một sự triển khai của đạo Do Thái, nhưng là một khởi điểm mới. Chúng ta thật may mắn khi được đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa Giê-xu. Điều quan trọng đó là chúng ta có là những chứng nhân cho niềm vui mà Đấng Cứu Thế mang lại trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay không. Bên cạnh đó, để sống trọn vẹn những giá trị tin mừng, đòi hỏi chúng ta phải có những lựa chọn dứt khoát, rạch ròi. Điều đó không cho phép người Kitô hữu đồng ý thỏa hiệp với những xu hướng thế tục, lôi kéo chúng ta xa những giá trị cốt lõi mà Đức Giê-xu rao giảng. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin ban Thánh Thần Chúa soi dẫn chúng con để cuộc đời chúng con luôn diễn tả niềm vui của tin mừng cứu độ, và giúp cho chúng con trung thành sống những giá trị mà Con Chúa đã mang đến.